Ai lên tới cao sơn bạch mã hỏi thăm đền Chúa Nguyệt đi nơi nào? Gà kép đi vào hỏi ra, gà kép đi vào đi thờ Chúa Nguyệt đồng cao cảnh thiên. Gậy son chùa dựng phía sau lá trầu với lại quả cầu đi. Trần suy nghĩ thương phạm trần bao kẻ u mê nhớ như xưa tích nơi cũ chiều lên mồ côi cha mẹ gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh một đời học đạo cứu dân đi. Thank you.
nàng đôi tươi tốt nét na ưa nhìn, cô nàng ba dặm cạnh hồ tiên. Bích tăng cung giang kim cung hoàng thân cận thanh chúa tiên trung vương soi trong Nam Việt bốn phương thái hòa, anh sóng tăng soi sáng gần xa, soi cho đất nước nở hoa bốn mùa, soi cho đất nước nở hoa bốn mùa. Bốn phương thái hòa, dòng đằng chúa sang họ gần xa. Dành cho đồng hai hoa lan, hoa huệ, hoa hồng, hoa hải đường nở trước mùa xuân, quỳnh hoa nở rộ xa gần ý à. Cho vài tốt lụa dày ý à. Độc tài chưa mới ban ra, bốn phương hội họp để đã tháng ngày bán cho lồng cho lắm về đây cho càng nhiều, bồng lồng cho lắm càng nhiều khi về đây. Bán cho giải nhân sang nhiều, bồng lồng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh đồng còn khuya sớm phục thờ, 30 mùng 1 người tư hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Đôi chân chúa đã bước tới đâu, mầm nhân nghĩa nối cầu bình hoa, đẹp như sao bắt đầu ngân hà, trăng rằm tháng tám như là sao mai, đẹp như tố nữ trang tài ý à.
tài Chúa thi ban phán cho thế gian nương nhờ. Người người trần gian con cùng ơn tin Chúa đời đời. Nguyện con không dám đơn sai, nhất tâm một lòng hiếu chung. Bàn đền hôm nay vui hát ca đón Chúa về đây. Nàng tiên nữ kia, nàng tiên nữ đi hái hoa trên ngàn, kia nàng tiên nữ hái hoa trên ngàn. Hoa thủy tiên sắc nước hương trời đau phong nhị cho đời say xưa. Hoa thiên lý tuổi vừa đôi tam, nụ tầm xuân ngao ngán chờ ai. Hoang toàn vừa là đóa hoa nhài. Lành giữ ở trong tờ điệp, phép linh tiên điểm yết quỷ lang chạp xanh đà bồng trời ban. Thình lình tiếng nhài có bên này lại có bên kia, ô hay sự lạ chưa kìa. Thank you.
lại bất chợt ào ào như gió sớm ra về núi đỏ thấp thấp liễu